Hello, xin chào các bạn. Mấy ngày vừa rồi quả là một cái tuần mà có nhiều biến động trên toàn thế giới luôn các bạn. Đâu có ai ngờ được mà Hàn Quốc cuối cùng nó bị thất thủ trước cái căn bệnh nguy hiểm mà hiểm ác như vậy. Mới đầu là chỉ có lèo tèo vài chục người thôi mà bây giờ đã lên tới gần 1.000 người bị nhiễm bệnh rồi. Trong đó là có một người lính Mỹ đóng quân ở bên, đây hiện giờ đang đóng quân ở bên Hàn Quốc nha mấy bạn. Và bộ chỉ huy tư lệnh của bên của bộ chỉ huy tư lệnh của Thái Bình Dương, US Pacific Indo Command, đã ra lệnh là bây giờ tất cả mà mọi người lính, nếu mà không có phải mà di chuyển, không có phải mình essential để di chuyển á, là nên essential á, thì sẽ không được, không cho phép là đi tới đi lui, đi tới đi lui. Tức là nếu mà giờ muốn xin phép mà nghỉ mà đi chơi á, là sẽ không cho. Là nhiều chuyện xảy ra, ngay cả như ở Mỹ hiện giờ thì các bạn, San Francisco là thành phố San Francisco cũng là phát động tình trạng báo động khẩn cấp, và ngay sau đó một ngày là quận Cam, thì mọi người hay biết đến như là khu Phước Lộc Thọ, nó gọi là Orange County, thì cũng như quận Cam cũng đã ban bố tình trạng là báo động khẩn cấp, để mà mặc dù là chưa số người nhiễm bệnh chưa có nhiều nhưng mà người ta phải ban bố trước để mà bắt đầu là chuẩn bị set up nha các bạn. Chứ nếu mà chờ tới lúc mà có người bệnh rồi á mà mới ban bố tình trạng khẩn cấp thì lúc đó nó trễ rồi. Ngay bây giờ chưa có thì lo làm sẵn đi, để những cái trạm ra bắt đầu chuẩn bị giường giả chiến, giống như là ở bên Trung Quốc hoặc là bên Việt Nam hoặc là bên Hàn Quốc như vậy. Tại vì tới lúc mà một khi mà bị bệnh rồi á, cái trường hợp nó nhảy, nó sẽ không nhảy theo cộng cộng từng ngày nữa mà nó sẽ đi theo cấp số nhân y chang như là bên Hàn Quốc vậy. Tại vì bây giờ bắt đầu là mình nghĩ là cái bệnh nó, mình không phải là chuyên gia nhưng mà mình nghĩ là bắt đầu nó biến tướng rồi, nó ủ bệnh lâu hơn và cái nhiều cái triệu chứng nguy hiểm hơn. Thì ngoài ra thì nó cũng ảnh hưởng tới nền kinh tế của thế giới các bạn. Chỉ số Dow Jones của Mỹ cách đây mấy bữa thì còn được là 29.500 điểm. Bây giờ bữa nay á, ngay ngay thời điểm mình đang nói hiện giờ là nó rớt xuống còn 27.000 điểm, tức là mất gần 2.500 điểm. Thì Dow Jones thì nó chỉ cộng lại của vài công ty, vài chục cái công ty lớn của nước Mỹ thì nó không có phản ánh được cái nền kinh tế. Nhưng mà khi mà có biến chứng gì, khơi mà có cái tình hình gì xảy ra thì những cái nhà investor, những nhà đầu tư rất là hoảng loạn, tại vì người ta sợ nguy hiểm tiền bạc của người ta. Cái này mình cũng không phải là đưa ra lời khuyên cho các bạn mà ngay chính bản thân mình đây, mình đã bán hết stock của mình rồi, bán hết cái cổ phiếu của mình. Cái đó là cổ phiếu mà mình chơi trên thị trường chứng khoán, mình bán ra mình giữ tiền mặt, tại vì đâu có biết được là chuyện gì sẽ xảy ra trong tương lai gần. Ngoài ra thì cái phần mà tiền mình để nghỉ hưu dưỡng già của mình ở trong tài khoản TSB thì mình cũng đã chuyển ra, cách đây 2 3 ngày mình đã chuyển qua bên cái G-Fund, tức là cái tài khoản government fund của ngân hàng của chính phủ. Thì cái đó thì mỗi năm nó chỉ lên có 2% thôi, từ 1 đến 2%, rất là chậm nhưng mà rất là an toàn, tại vì chắc chắn là sẽ lên. Còn mà để mà tiền ở trong thị trường chứng khoán thì nó lên xuống nó thất thường lắm. Và mình tin rằng là sẽ từ đây đến cuối năm thị trường chứng khoán sẽ còn rớt nữa, tại vì từ hôm bữa giờ các bạn vẫn chưa thấy được là nó ảnh hưởng nhiều là do Trung Quốc tiếp tục bơm tiền ra. Cái này là mình không phải là chuyên gia, mình chỉ nghĩ là mình biết, mình đọc báo này nọ thôi, thì mình thấy là Trung Quốc là tiếp tục là bơm tiền ra cho nên nó mới bình ổn được thị trường một chút xíu. Với lại những cái báo cáo thống kê mà tài chính của các công ty á, là hiện giờ là dựa vô doanh số của 3 tháng trước, là từ tháng 10, 11, 12 trước khi cái dịch bệnh xảy ra, cho nên các cái doanh số rất là khả quan, rất là đẹp trên sổ sách, cho nên thị trường chứng khoán nó cứ lên đều 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 với cái hy vọng là sẽ tiếp tục. Nhưng mà tháng 1, tháng 2 này là chắc chắn là nhiều công ty sẽ chết.
ngoài ngay cả mấy cái nhà hàng Trung Quốc ở bên Mỹ hiện giờ là doanh số đã giảm giảm từ 50 tới 70%, tại vì không có ai dám đi ăn. Ngay cả mình với mấy người bạn của mình nhiều khi cũng muốn đi ăn cái chỗ mà chicken wing ở ngay đây, có cái nhà hàng chicken wing rất là ngon của người Trung Quốc, bán rất là rẻ, chừng thường là mình ăn một cái phần 33 đồng, rồi có rất là nhiều cái chicken wing mà lemon pepper là nó trộn với muối với lại tiêu chanh đó các bạn, rất là ngon. Rồi thêm một dĩa đồ xào, một cơm chiên bự, rồi noodle bự. Bữa nào làm video cho các bạn coi. Nhưng mà tại nhà hàng đó là nhà hàng của Trung Quốc, rủ nó không dám đi mình không đi. Hay như hai vợ chồng mình rất là thích đi ăn PF Chang, mặc dù đó là nhà hàng Trung Quốc mở ở Mỹ, cũng toàn người Mỹ không, mình cứ nghe đến là thôi mình cũng ở nhà luôn. Với lại giờ ra chỗ hạn chế ra chỗ đông người, chỉ trừ có đi chợ thì bắt buộc phải đi thôi. Mỹ thì chưa thấy ai mang khẩu trang. Hồi nãy nói các bạn nghe, hồi nãy mình cũng đi mua khẩu trang, nhưng mà ở đây ở mấy chỗ khác thì có bán, ở đây thì chưa có bán. Thì gọi hỏi manager nó kiếm vòng vòng thì ở San Diego này là chưa có bán khẩu trang N95 để mà phòng dịch, nên hỏi không có. Thì cũng đi mua thêm bao gạo 25 kg để dành ở nhà sẵn, rồi mua thêm 4 chai nước rửa tay, mua thêm mấy thùng mì gói, rồi mua 2 cây nước lọc. Thì nãy mình cứ để ở nhà, mua đồ dự trữ sẵn ở nhà, vì một khi mà nghe có tới bắt đầu mà tới dịch bệnh mà cách ly rồi đó, thì đâu biết được chuyện gì sẽ xảy ra, nên là phải mua dự trữ sẵn ở nhà. Nước rồi đi lúc mà đi ra ngoài Costco mấy bạn, nước nó bán cây 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 nó bán hết lại quá trời luôn, ai cũng vô gom 2 cây 2 cây đến 4 cây. Thì mặc dù là trong tâm lý mà hoảng loạn, nhưng mà nghĩ là mọi người nên chuẩn bị trước một chút, không biết thời chuyện gì sẽ xảy ra. Cách đây mà chừng 2 tháng, có một người tiên có một người bác sĩ của một người tiến sĩ về dịch tễ học ở Harvard đã từng cảnh báo là cái căn bệnh này sẽ còn nguy hiểm hơn cái căn bệnh mà hồi năm bệnh cúm hồi năm 2002 2003, mà đâu có ai tin đâu. Lúc đó nói, ồ bệnh năm đó chết tới gần 800 người, tới gần 1.000 người. Lúc đó bệnh này chưa, mới có mấy người chết, số liệu Trung Quốc nó giấu nó nuốt hết trơn, thành ra không có được chính xác. Các bà con nghĩ không có nguy hiểm gì đâu, mà đến bây giờ các bạn thấy không, nó bùng phát còn nhiều hơn cái bệnh hồi xưa nhiều lắm. Nhiều người còn dự đoán là nó như là cái bệnh cúm Spanish năm nào mà tới mấy chục triệu, 50 triệu người, tới 100 triệu người bị ảnh hưởng. Thì cái số liệu của mình là không chính xác, nhưng mà rất là nhiều, cho nên phòng xa vẫn chắc ăn hơn. Thì mình sẽ cập nhật các bạn những cái thông tin liên quan về cái bệnh mà có ảnh hưởng tới đời sống của người lính cho các bạn biết. Thì mình vẫn đi làm, đi học, ủa vẫn đi làm, đi học bình thường. Hiện giờ thì chưa có gì nghiêm trọng để mà xảy ra hết, mặc dù mà các bạn thấy mặt mình cũng hơi lo 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 lo. Thì hy vọng là tương lai mọi chuyện sẽ ổn, nhưng mà phải luôn luôn là lúc nào cũng phải luôn luôn lo lắng cho cái tình huống xấu nhất có thể xảy ra. Thì mình làm video để mà mình chia sẻ, mong các bạn là bắt đầu chuẩn bị cái tinh thần thôi, chứ không có phải là gây ra để mà lên đây nói để mà gây hoang mang cộng đồng. Cái này là những cái chia sẻ ý kiến cá nhân. Anh nào mà nghĩ mà nó tươi sáng, nhìn một cái ly nước theo cái chiều hướng là nửa đầy lên thì xin cảm ơn. Chứ mà mình nhìn là thấy là trong tương lai gần đó là kinh tế có rất là nhiều chuyện khủng hoảng sẽ xảy ra, thì mình cũng hơi lo 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 lo. Nhưng mà có lo thì cũng không làm được gì, cho nên
nên mình mới làm một vài cái chuyện cần thiết, cho tới lúc mà các bạn thị trường mà đi xuống, thị trường chứng khoán mà đi xuống, tới lúc đó mà có cầm stock trên tay mà muốn muốn bán cũng bán không được. Nhưng mà cái đó mình không phải là chuyên gia, cho nên mình không có khuyên các bạn làm gì hết. Mình nói những gì mà mình đã làm, thì nếu mình đã làm thôi. Thì đó là cái bước chuẩn bị của mình. Hy vọng mình sẽ cập nhật cho các bạn nhiều cái tin tức hay và bổ ích khác. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bạn nào chưa đăng ký kênh thì đăng ký giùm mình nha. Cảm ơn các bạn.